Dạ hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng di động thành phố nha. Ngày hôm nay em cũng lên nhanh một cái video, như em có báo ngày hôm qua thì em sẽ lên giới thiệu cho mọi người một cái lô máy mà bên em vừa về cũng như là cái lô giá rẻ nha mọi người nha. Đầu tiên em xin nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng thành phố chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện. Facebook bên em thì sử dụng bằng trang fanpage tên là di động thành phố nha. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em đó là 0971 172 105. Chế độ bảo hành hàng hóa bên em khi bán ra thì sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi cho nhà sản xuất nha. Và đặc biệt ở đây thì bên em lỗi là sẽ đổi nha. Còn nếu mà rơi rớt hoặc là bể vỡ thì bên em sẽ bảo hành và bảo hành tính phí nha mọi người nha. Và phần mềm thì bên em sẽ bảo hành cho quý khách hàng là trọn đời máy, tức là máy còn hoạt động thì bên em vẫn sẽ còn bảo hành phần mềm nha. Và ở đây thì bên em có gửi hàng toàn quốc, và để tránh những cái trường hợp bom hàng thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000 hoặc 100.000, sau đó bên em sẽ gửi hàng đi. Và ở đây nhận cọc thì qua nhiều hình thức như là chuyển khoản ngân hàng cũng được, qua thẻ cào Viettel đều được nha mọi người nha. Cái này thì quý khách hàng đã theo dõi kênh của em nhiều thì cũng biết được về cái vấn đề mua bán bên em rồi, thì cũng không làm mất thời gian của mọi người, em sẽ vào luôn những dòng sản phẩm của ngày hôm nay nha. Như đây thì mọi người thấy là cái hàng Oppo A56 phiên bản hộp xanh thì bên em đã về được rồi nha mọi người nha. Đây là Oppo A56 phiên bản hộp xanh. Máy này là máy Nhật cho mọi người nha. Máy Nhật phiên bản hộp xanh thì nó sẽ có hai bản. Như mọi người thấy là trước kia thì bên em sẽ có bản phiên bản hộp trắng, và hiện tại bây giờ nó sẽ là phiên bản hộp xanh. Đó là hai phiên bản nha mọi người nha. Hai phiên bản này thì nó cũng cùng một hãng sản xuất thôi. Nó cũng cùng nó, nhưng mà nó khác năm, tức là cái bản này thì cái bản 2021, còn cái bản kia là bản 2020 nha mọi người nha. Đấy, nó sẽ khác nhau. Ở đây thì hàng Oppo A56 bên em thì nó sẽ là hàng full box, thì nó sẽ gồm có cốc cáp sạc. Và ở đây thì bên em sẽ có tặng kèm thêm một chiếc ốp lưng bên trong hộp nữa nha. Oppo A56 thì bên em thì nó sẽ là có đủ mã màu của nó luôn, có màu tím, màu đen cũng như là màu xanh. Và với mức giá hiện tại cái hàng A56 đợt trước thì bên em nó đang là 2.6.000, và đợt này nó sẽ được giảm như là 200.000, thì nó chỉ còn lại là có 2.4.000 thôi. Bản này thì nó sẽ là bản RAM 8GB và bộ nhớ của nó sẽ là 256GB. Đây là ba mã màu của nó nha. Mã màu tím nè, mã màu xanh và mã màu đen. Tất cả thì ở phía sau em đều có dán một cái tấm nền PPF, nhưng mà thực chất cái tấm này để dán chống cháy thôi. Tại vì ở đây em dán để chống trầy xước nha mọi người, chứ không phải là để dán cho nó thời trang gì đâu. Đấy, dán chống cháy để chống trầy xước thôi. Màu đen thì nó sẽ là màu đen nhám nha mọi người nha, nó sẽ giả nhám. Còn những cái màu này thì nó sẽ là màu bóng nha, màu xanh và màu tím thì nó sẽ là màu bóng. Ở đây thì những con này thì bên em nó đều là cái bảy máy Nhật hết, nó đều là một full 100% tiếng Việt nha. RAM thì sẽ là RAM 8. Cái này nó vẫn hỗ trợ cái RAM ảo là khoảng tầm 3GB RAM, thì tương đương khoảng tầm RAM 11GB. Và bộ nhớ của nó sẽ là 256GB nha mọi người nha. Bộ nhớ sẽ là 256GB. Phiên bản Android của nó sẽ là Android 12 và nó vẫn sử dụng 2 SIM bình thường nha. Về một số cái thông số của con này thì đầu tiên thì về màn hình của nó, độ rộng sẽ là 6.5 inch nè. Đấy, 6.5 inch. Độ phân giải của nó sẽ là HD cộng nha. Chip của nó thì sẽ là chip Dimensity 700. Đấy. Nói chung là con chip này cũng nằm ở mức tầm trung thôi, chứ không gọi là quá cao. Tại vì dòng này thì không gọi là quá cao nha. Oppo A56 5G. Cảm biến vân tay thì tích hợp vào trong nút nguồn nha. Đấy. Máy này thì em sẽ bao cho mọi người là men zin màng zin luôn. Và máy thì nó sẽ gần như là hàng mới. Nó vẫn là hàng đã qua sử dụng nhẹ nha, nhưng mà là hàng đẹp keng chính chính nha mọi người nha. Ba mã màu thì đều đồng giá là 2.4.000. Dòng này được cái thì pin của nó khá là cao, pin của nó được 5.000 nha mọi người nha, pin 5.000. Còn về camera thì nó cũng nằm ở cái mức gọi là khá thôi, chứ không gọi là quá cao nha mọi người nha. Tại vì với một con máy 5G cấu hình như thế này mà mức giá quá rẻ như vậy, chưa đến 2.5 triệu, thì thành ra là mình không quá yêu cầu về những cái chức năng cũng như là nhiều cái công dụng của nó quá cao được. Đấy. Mình không yêu cầu nó như những cái dòng mà khoảng tầm 7-8 triệu, 5-6 triệu được. Đấy. Nhưng mà bù lại những con máy này sử dụng khá là ok. Tại vì hiện tại những cái linh kiện của dòng này nó rất là rẻ. Ví dụ như là mình vô tình làm rơi rớt bẻ màn hình đi, thì cái màn của nó cao lắm thì nó cũng sẽ rơi vào khoảng tầm 6-6.5 triệu cho cái màn gọi là màn zin hãng luôn ấy. Đấy, màn đó là có bảo hành luôn nha mọi người nha. Còn những cái màn mà tầm trung bình thì khoảng tầm 250-300, 400. Nói chung là linh kiện dòng này nó rất là rẻ, và nó khá là thuận tiện. Ví dụ như khách hàng là vô tình làm rơi rớt rớt nước này kia nọ thì nó sửa chữa đi dần nữa nó cũng rất là rẻ nha. Đấy. Hàng này được cái là như vậy. Nhưng mà bù lại thì cái dòng này nó rất là ít. Nói chung là cái hàng này trên thị trường nó rất là ít. Như mọi người thấy là theo dõi kênh của em thường xuyên thì thấy cái hàng A56 gần như 2 tháng trời nó không về được. Đấy. Gần như 2 tháng trời nó mới về được. Ở đây thì chưa đến 10 máy. Nếu mà em chia cho khách hàng rồi thì ở đây em còn là chưa đến 10 máy luôn nha mọi người nha. Với mức giá chỉ có 2.4 triệu thôi.
Và một lô nữa thì ở đây sáng ngày hôm nay em về được 300 cái tai nghe AirPods nữa nha mọi người nha. Vẫn là giữ mức giá khuyến mãi đang là 320 ngàn. Tai AirPods thì bên em sẽ về được cái mã màu trắng cũng như mã màu đen. Đây là tai nghe hổ thì nó rơi vào khoảng tầm 6 đến 8 tiếng, 8 giờ liên tục cho mọi người nha. Nói chung là dòng tai nghe AirPods Pro này thì tai này là gọi là tai chất lượng rồi. Dòng này thì ở trên thị trường thì em thấy người ta đang bán với mức giá là khoảng tầm 650. Mức giá cũ bên em nó cũng là 470. Nhưng mà đợt này thì em về rất là nhiều. Ngày hôm nay thì về thêm được 300 tai nữa. Đây là tai mới hoàn toàn 100% nha mọi người nha. Nó sẽ có màu trắng và màu đen. Ở đây em sẽ khui luôn một cây ha. Thì như ngày hôm qua em báo thì ngày hôm nay em chỉ lên những cái lô hàng mới vừa về thôi, tức là ở đây em sẽ về được hai lô, đó là một lô tai nghe AirPods và một cái dòng A56 thôi. Còn những cái dòng máy cũ thì em sẽ nhường cho video sau nha. Đây là tai AirPods Pro nha mọi người nha. Tai này bên em thì nó chỉ có 320 ngàn thôi. Và ở đây tất cả các đơn hàng bên em đồng giá sẽ là 30 ngàn cho một đơn hàng dưới 500 ngàn và 40 ngàn cho một đơn hàng trên 500 ngàn. Trước khi thanh toán thì mình sẽ được khui hàng kiểm tra trước nha. Đầu tiên thì dòng này thì bên trong nó sẽ có một cái sách hướng dẫn, nhưng mà thực chất thì tai nghe thì không có cần sách hướng dẫn đâu mọi người. Những cái dòng này không, nó không cần thiết. Đấy. Bên trong thì đây là tai nghe nha. Bên dưới thì sẽ gồm có một dây cáp sạc cho mình. Đấy, một dây cáp sạc. Còn đây là tai nghe ha. Tai này thì mình xài chung với sạc iPhone nha mọi người nha. Mình xài chung với sạc iPhone. Và dòng này thì nó sẽ là tự động kết nối nha. Đấy, ví dụ như ở đây em sẽ có một con máy đi. Em sẽ mở nguồn con máy của em lên. Đấy, chúng ta sẽ bật nó lên. Là sẽ tự động nó qua bên điện thoại nha mọi người nha. Đấy, nó sẽ tự động yêu cầu kết nối. Ví dụ như ở đây là không phải AirPods Pro của bạn. Còn nếu mà mình kết nối thì mình bấm vào kết nối thôi. Kết nối thì nó sẽ báo pin báo đồ luôn. Và sau khi đó là mình sẽ bóc hai cái tai nghe ra và mình nghe thôi. Tai này thì nó được khoảng Bluetooth khoảng tầm 10m nha mọi người nha. Bluetooth khoảng tầm 10m. Và đặc biệt dòng này bên em vẫn sẽ bảo hành 3 tháng cho mọi người. Nói chung là bảo hành giống như điện thoại luôn nha. Tại vì đây là dòng hàng zin đó mọi người. Đấy. Hàng loại 1 luôn ấy. Bên trong thì bên em sẽ có kèm đó là một cái tem bảo hành ở đây. Đây là nút nguồn nha. Ví dụ như là mình đang kết nối với một cái chiếc máy nào đấy và mình không muốn kết nối thì mình sẽ reset một nút nguồn ở đây. Mình kết nối qua máy khác. Và đây là chân sạc nha. Dòng này thì mình kết nối và nghe liên tục khoảng tầm 6 đến 8 tiếng, cũng tùy vào cái tác vụ của mình. Ví dụ như là tác vụ như là nghe nhạc nó sẽ khác, hoặc là đàm thoại nó sẽ khác đấy. Dòng này thì có đàm thoại, có cảm biến nha mọi người nha. Có đàm thoại, có cảm biến đầy đủ nha. Với mức giá chỉ có 320 thôi. Những cái dòng máy cũ bên em giống như là những cái dòng như là Samsung hoặc là Oppo, những cái dòng giá rẻ này thì bên em vẫn sẽ có hàng. Và đặc biệt thì những cái chương trình này em sẽ nhường trong video sau. Vào ngày hôm nay thì sẽ rơi vào ngày hôm nay thì sẽ là ngày thứ năm, thì sẽ vào thứ bảy tuần này em sẽ có một cái chương trình khuyến mãi. Tại vì thứ bảy thì em sẽ có một cái voucher ở bên đơn vị vận chuyển nha. Voucher này em sẽ nhường lại cho khách hàng vào thứ bảy tuần này, có thể là vào vào thứ bảy hoặc chủ nhật gì đấy. Nói chung là em cũng sẽ thu xếp thời gian để có thể là lên cái voucher này cho mọi người. Thì quý khách hàng mua hàng thì có chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em, đó là 0971172105 nha. Vào cái thời gian làm việc ban ngày ấy, thì Zalo thì em rất ít khi online, thực chất là nhiều khi là không online luôn. Tại vì tin nhắn trên Zalo của em rất là nhiều, em không thể trả lời hết được. Nhưng mà khi mọi người có thể là thấy bên em trả lời chậm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em. Thì bên em hoạt động từ 7:30 sáng cho đến 8:30 tối nha. Giờ rồi, em xin phép được kết thúc nhanh video ở đây. Rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa hôm nay của em nha.